Vâng, và chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu tiếp theo diễn ra giữa Nova World Phan Thiết và Nha Trang Dolphins. Hiện tại thì Nova World Phan Thiết bọn họ đã có một chiến thắng rồi. Còn về Nha Trang Dolphins thì họ vẫn chưa có. Thì không biết là trận đấu này sẽ diễn ra như thế nào đây. Huỳnh Vĩnh Quang mở đầu bằng một pha 2 điểm cho Nha Trang Dolphins. Rất khéo, rất hay. Tyson Johnson cũng không vừa, đáp trả lại bằng một pha 2 điểm của riêng bản thân mình. 2 đều cho Nova World và Dolphins. Vâng, trận đấu đang rất nhanh thưa các bạn. Dom ngay lập tức sau cú ném 2 của Tyson Johnson đã có ngay một điểm cho mình. Lấy lại bóng rồi. Không ai kèm Tuấn Anh. Một điểm tính cho Tuấn Anh. Dolphins dẫn trước 4-2. Hoàng Tú. Một block đến từ Dominic Grant. Rất hay đấy các bạn. Một pha tính thời gian nhảy rất tốt đến từ Dominic. Lên rổ quá khéo. Và Huỳnh Vinh Quang mang về một cú and one. Một điểm nữa cho Nha Trang Dolphins. Pha lên rổ tay trái cực kỳ khéo léo của tay ném sinh năm 99. Và bây giờ sẽ là pha ném phạt của Huỳnh Vĩnh Quang. Pha ném phạt airball. Ném được 2 điểm nhưng lại ném phạt airball. Thế là sao? Hơi khó hiểu nha Huỳnh Vĩnh Quang. Tyson Johnson. Hoàng Tú ném 2 điểm. Không có 2 điểm cho Hoàng Tú. Bóng giữ quyền kiểm soát của Nha Trang Dolphins. Dom, làm gì đây? Ném 2 điểm. Có 2 điểm tính cho Dom. 7-2. Nha Trang Dolphins đang có một khởi đầu rất thuận lợi. Vâng, và ngay khi tôi vừa nói thì Tyson Johnson lại làm thêm một quả 2 điểm nữa. Tuấn Anh qua được người không? Có một điểm tính. Flex luôn trước mặt của Tyson Johnson. Vâng, đánh ghi điểm trên mặt một ngoại binh thì việc gì mà không flex đúng không? Vâng, và ngay lập tức là một tình huống đáp trả của Tyson Johnson vào vị trí của Tuấn Anh. Và sẽ có một quả ném phạt cho Tyson. Phải đánh phạt thành công cho Tyson Johnson. 5-8. Nova World đang tạm bị dẫn trước. Thế càng vừa rồi đã có một tình huống thủ rất tốt. Lấy lại bóng rebound rồi. Huỳnh Vĩnh Quang truyền lại cho Dom. Dom sẽ đánh ISO chăng? Ném fadeaway. 2 điểm một chân. Và có 2 điểm tính cho Dom. 10-5. Quá hay thưa các bạn. Dom đang thi đấu rất cháy. Vâng, và Thế Cang đã có một tình huống lên rổ không người chắn rất dễ dàng. 6-10 cho Dolphins dẫn trước 4 điểm. Dom Grant lên rổ rất khó và đã có lỗi đến từ Tyson Johnson. Dominic Grant, chúng ta đang nhìn thấy Final MVP HB League 2018 thi đấu cùng câu lạc bộ Ba Đình. Và đang là một trong số những đội binh, ngoại binh có thể nói là tiếng tăm mặt mày ở ngoài khu vực miền Bắc thưa các bạn. Pha ném phạt của Dom không thành công. 16. Có lỗi. Vâng, có vẻ như là tình huống vừa rồi Hoàng Tú đã cố tình thòi cái chân ra một tí. Tình huống ném đó là phạm luật và bóng sẽ trở lại tay của các cầu thủ Nha Trang Dolphins. Dom truyền rất tốt cho Sơn Minh Tâm. Không có điểm cho Sơn Minh Tâm mặc dù trước mặt là một cầu thủ Hoàng Tú có phần nhỏ nhắn hơn. Pha ném phạt của Tyson Johnson không thành công. Sơn Minh Tâm đã lấy lại bóng rồi. Dominic Grant sẽ có một điểm trợ pick and roll, ném 2 điểm một chân. Không có một tình huống 2 điểm nào cho Dom.
Thế Cang. Dom đã lấy lại rebound rồi. Huỳnh Vĩnh Quang. Sơn Minh Tâm. Hai điểm tính cho Sơn Minh Tâm. 12-6. Dolphin đang có một trận đấu phải nói là rất nổ ở giai đoạn đầu trận. Thế Cang đã không có một tình huống ném hai. Vâng, Sơn Minh Tâm đã không đủ sức để giữ được cơ thể trên không trước Thế Cang. Huỳnh Vĩnh Quang ném hai điểm nhưng lấy lại bóng và Dom hoàn toàn chống trả. Hai điểm tính cho Dom. 14-6. Dolphin họ đang thi đấu rất tốt. Không tính điểm thưa các bạn, trọng tài đã xác định là không có điểm cho tình huống vừa rồi. Sẽ là bóng phạt, bóng check. Bóng check cho Nova World. Tyson Johnson qua được người rồi nhưng có lỗi. Vẫn là không có and one. Tyson Johnson có vẻ như đang khá bực bội vì hai tình huống liền anh đều không được công nhận là and one. Tuy nhiên trong tình huống này thì Tyson sẽ được ném một quả ném phạt. Phát phạt của Tyson Johnson thành công. Sơn Minh Tâm đang bị Hoàng Tú theo kèm rất sát. Cố gắng đánh vào vị trí của Hoàng Tú. Và vừa rồi là một tình huống 3 giây, 5 giây tấn công của Sơn Minh Tâm post up quá lâu. Tyson Johnson ném 2 điểm. Có 2 điểm cho Tyson Johnson. 14-10. Cách biệt đang là không quá lớn. Chỉ có 4 điểm mà thôi. 2 tình huống ném 2. Dom xoay người rất khéo léo truyền ra cho Tuấn Anh. Nhưng Tuấn Anh có vẻ như không hiểu ý. Đáng nghe ra Tuấn Anh có một tình huống lên rổ hoàn toàn chống trải. Nhưng không, Tuấn Anh đã không bắt được đường truyền của Dom. Và sẽ là shot clock cho Nha Trang Dolphins. Nha Trang chủ động gọi hội ý. Sau trận đấu này sẽ là một trận đấu khá là căng thẳng diễn ra giữa đội tuyển Việt Nam và Sài Gòn Heat. Trận đấu này có lẽ sẽ là trận đấu quyết định xem ai sẽ là đội bóng giành được vị trí nhất bảng tại bảng đấu của Việt Nam và Sài Gòn Heat. Bóng sẽ trở lại tay của các cầu thủ Nova World Phan Thiết. Hoàng Tú truyền lại cho Tyson Johnson. Qua được người rồi. Sơn Minh Tâm đã phòng ngự khá tốt trong tình huống vừa rồi. Dom đã lấy lại bóng. Truyền bóng tốt cho Tuấn Anh. Không có and one nhưng sẽ là có một pha ném phạt cho Tuấn Anh. Một pha câu tôm khá là hay của cầu thủ gốc phòng không không quân. Vâng, sáng nay thì tôi thấy Tuấn Anh đi Curry. Thì nay thì đã đổi giày rồi. Không biết trên chân đang là đôi gì đây. Là một fanboy chính hiệu của Curry thì Tuấn Anh chắc là lấy số 30 theo thần tượng của mình. Và ném phạt thành công cho Tuấn Anh. Thế Cang. Có lỗi của Sơn Minh Tâm. Tyson Johnson truyền ra ngoài cho Hoàng Tú chống trả. Không có điểm cho Hoàng Tú. Dom đã lấy lại bóng rồi. Gì đây? Pick and roll. Truyền vào trong. Minh Tâm truyền ra ngoài cho Tuấn Anh ném 2 điểm. 2 điểm tính cho Tuấn Anh. 17-10. Vâng, cứ mỗi lần nào mà Nha Trang Dolphin ném 2 vào thì Tyson Johnson lại đáp trả lại bằng một cú 2 điểm ngay sau đó. Có vẻ như để Tyson ném vào thì Nha Trang Dolphin cứ phải ném vào đã thì Tyson sẽ đáp lại ngay. Hoàng Tú truyền vào trong rất tốt cho Thế Cang. Một điểm tính cho Nova World Phan Thiết. 17-13. Dom đang bị theo kèm với Thế Cang. Qua được người rồi.
nhưng không có điểm trong pha floater vừa rồi của Dom. Có lỗi đến từ Sơn Minh Tâm. Một tình huống thủ có thể nói là rất cố gắng của Sơn Minh Tâm. Vì đã để qua người rồi nên Sơn Minh Tâm cố gắng để bơi người sang, ngăn không cho Tyson Johnson có thể đột thẳng vào rổ. Và tất nhiên là một tình huống lỗi cho các cầu thủ Nha Trang Dolphins. 5 lỗi rồi. Thêm một lỗi nữa là mỗi một tình huống lỗi đều là một phạt. Vừa rồi là một tình huống đánh rất hay, tận dụng tốc độ tốt của Tyson Johnson. Dom qua người, qua được Hoàng Tú rồi. Tuấn Anh rất khéo léo. 18-14. Họ chỉ còn cách biệt chiến thắng có 3 điểm nữa thôi. Không biết Nha Trang Dolphins nó sẽ xử lý như nào. 15 điểm. Điểm thứ 15 đến từ Tyson Johnson cho Nova World Phan Thiết. Huỳnh Vĩnh Quang qua được người rồi nhưng tuột bóng. Huỳnh Vĩnh Quang cho rằng tình huống vừa rồi mình bị đẩy, nhưng trọng tài không cho là như vậy. Và bóng sẽ trở lại tay của các cầu thủ Nova World Phan Thiết. Tyson Johnson ném e bồn rồi. Tyson Johnson có vẻ như đã thấm mệt khi phải liên tục gánh hàng công cho Nova World Phan Thiết. Vì cầu thủ này đang là cầu thủ có thể nói là ghi nhiều điểm nhất của Nova World Phan Thiết. Những giọt mồ hôi đã chảy trên mặt của Tyson Johnson, cho thấy anh đã tốn nhiều sức lực như thế nào. Một pha pick and roll. Hoàng Tú ném 2 điểm. Hoàng Tú ném trượt cú 2 điểm của mình. Nếu như Hoàng Tú ném vào pha đó thì Nova World đã ở một vị trí dễ thở hơn. Đó là điểm số thứ 17 trước điểm số thứ 18 của Dolphins. Tuấn Anh sẽ là người phát bóng biên. Hoàng Tú chuyền bóng cho Dom. Dom đang chủ động bảo các đồng đội tách ra để anh có thể đánh ISO. Một điểm tính dễ dàng cho Dominic Grant. 19-15. Tyson Johnson chống trả. Nhưng Thế Cang đã ngay lập tức đứng ở dưới rổ để dọn dẹp lại pha ném trượt của đồng đội mình. Dom trước mặt là Hoàng Tú. Qua được người rồi. Tuấn Anh có một pha nhảy lỗi đến từ Tony Hoàng Tú. Hoàng Tú sẽ tặng cho Tuấn Anh một pha ném phạt sau tình huống lỗi vừa rồi của mình. Vì có lỗi kiểu gì đi chăng nữa thì cũng là một phạt rồi. Bây giờ đã là lỗi thứ 6 của Dolphin. Pha ném phạt thành công cho Nha Trang Dolphins. 20-16. Chỉ cần một quả nữa là Dolphin sẽ có chiến thắng của mình. Tyson Johnson lấy lại bóng. Vẫn chưa qua được vị trí của Huỳnh Vĩnh Quang. Vĩnh Quang đang thủ rất tốt, rất cố gắng ở trong trận đấu này. Chuyển lại cho Dom. Dom đang bị theo kèm bởi Hoàng Tú. Tuấn Anh wide open. Không có điểm cho Tuấn Anh trong tình huống ném vừa rồi của mình. Tyson Johnson ném 2 điểm luôn. Có 2 điểm cho Tyson Johnson. 18-20. Trận đấu bắt đầu đến hồi căng thẳng rồi. Liệu Nha Trang Dolphins có làm được như Đà Nẵng Dragons? Họ vẫn giữ được chiến trận hay không? Vâng, và kết thúc trận đấu bằng một pha lên rổ không ai kèm của Huỳnh Vĩnh Quang. Nha Trang Dolphins đã có được chiến thắng của mình trong trận đấu ngày hôm nay.